Vắt giả, xin chào các anh em. Chào mừng các anh em đã quay lại với channel của mình. Vẫn biết là các anh em đến với channel của mình sẽ là những anh em mà thích đến với các cái món đồ chuyên về chơi game, ví dụ như chuột, bàn phím, tai nghe vân vân. Thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn thêm một con chuột nữa khá là ngon trong với cái tầm giá như vậy. Đây là con chuột của thằng Fantech. Các bạn có thể nhìn thấy logo Fantech ở đây. Đây là cái vỏ hộp của con chuột. Hộp của con chuột này thì đóng gói cực kỳ là cẩn thận. Ví dụ như là mình nhìn thấy ở đây nó rất là cứng cáp này. Đó. Và tông chủ đạo của thằng Fantech vẫn là màu đỏ và màu đen phối hợp với nhau. Đó. Ở ngoài hộp thì chúng ta sẽ có các cái thông số cơ bản của chuột, những cái điểm đặc biệt nổi bật thôi. Ví dụ như đây là con chuột, mình thấy có thể đây là một cái form. Một cái form này mình nhìn là đã biết là form công thái học và huyền thoại vẫn thường sử dụng trên tất cả các con chuột, mà sử dụng trên rất là nhiều con chuột hiện nay, chuyên dùng để chơi game. Và dành cho cái người mà nào mà thuận tay phải á, thì hay dùng con chuột này. Đó. Rồi, về cái tên của con chuột sẽ là con chuột Fantech X2, tên của nó là chat. Và sẽ có các cái đặc điểm, ví dụ như là có 3200 dpi, 7 nút và có cả chế độ multimedia. Có thể là chỉnh chỉnh được cả các nút multimedia trên chuột luôn á. Đây. Và bên cạnh chúng ta sẽ có các cái thông số, ví dụ như là mắt đọc quang, dpi 3200, độ bền của switch chuột sẽ là 10 triệu lượt nhấn, khá là trâu, với dây kết nối dài 1,8 m, và có nút turbo button, tức là nút bấm nhanh á. Thường là nút này dùng để bắn các cái game FPS thì khá là ok, hỗ trợ multimedia luôn. Đó. Ở đây thì nó sẽ có tiếng Anh cho mình. Đấy, các mức nước DI này. Đó. Và các thông số khá là chi tiết về kích thước cũng như cân nặng của con chuột này luôn. Bên ngoài của nó thì không có gì khác với những cái con chuột của thằng Fantech khác. Đấy. Nó được in là đủ thứ tiếng nhé. Rồi, mở ra thì ở đây chúng ta sẽ có một con chuột nằm gọn ở trong này, trong một cái màu đỏ nhìn rất là sang, nhìn rất là sang chảnh luôn. Đây, con chuột nằm gọn như đây. Cái này chỉ để mình xem trước thôi, chứ không có mở ra mình lấy chuột ra được từ đây nhé. Đó, đây thì mở ra trước thôi. Đó. Nhìn rất là nổi bật. Thôi, nếu mà muốn lấy con chuột này ra thì chúng ta sẽ khui từ trên đầu này xuống. Đây, nó sẽ có cái chỗ khui. Dạ. Con này nó còn là mới nên hơi cứng các bạn. Đó. Ở đây mở ra thì chúng ta sẽ vẫn thấy có cái tên của con chuột. Rồi, để xem thử chúng ở bên trong có những cái gì nào. Ở bên trong chúng ta sẽ có một cuối tấm thẻ hướng dẫn sử dụng. Đây là hướng dẫn sử dụng phần mềm nha các bạn. Đây là một cái hệ Quick Start Guide, tức là dùng để hướng dẫn nhanh. Và ngoài ra chúng ta sẽ có thêm một cái đĩa nữa, đó là đĩa phần mềm của con chuột này. Nếu như mà ai không có ổ đĩa thì có thể liên hệ với để mình tải phần mềm này nhé, đưa link tải phần mềm về. Và đây là con chuột của chúng ta. Rồi bỏ sang đây, cái này đi. Đó, tất cả trong hộp thì chỉ có cái này thế này thôi. 3 thứ. Đấy. Và 2 thứ này thì có lẽ là các bạn sẽ không cần quan tâm đến nhiều, mình sẽ giới thiệu sau. Cái nhân vật chính của chúng ta là con chuột Fantech. Đầu tiên đập vào mắt mình, đây là một con chuột có vẻ ngoài rất là bóng bẩy, tức là ngoài nó sẽ là dùng nhựa bóng như thế này. Những con nhựa bóng như thế này thì nó sẽ dễ bám vân tay, nhưng mà rất là dễ lau chùi và sẽ không bị bong chóc cho theo thời gian lâu. Nó sẽ không bị bong chóc và nó sẽ không có bị bám bẩn nhiều, mà nó chỉ có bám vân tay thôi, nhìn rất là khó chịu. Đấy. Về cái thiết kế của con này thì là con chuột dùng theo kiểu thiết kế công thái học, tức là nó sẽ bo các cái góc cạnh làm sao cho người cầm có cảm giác cầm rất là thoải mái nhất có thể, dành riêng cho các cái game thủ mà thuận tay phải. Đây, khi mình cầm tay vô thì sẽ là vừa luôn. Nó sẽ thuận dành cho người nào mà sử dụng palm grip hoặc là claw grip, tức là hai cái kiểu cầm phổ biến nhất là cái lòng bàn tay này sẽ chạm một ít vào trong đít của con chuột. Đó, và còn các ngón tay sẽ nằm đều, chạm đều lên tất cả phần của con chuột. Đó. Nó thuộc dạng là kiểu tay cầm phổ biến nhất rồi. Rồi, nói về cái hình dáng của con chuột này Thì con này sẽ có hai bên là được làm bằng nhựa nhám như thế này, nó sẽ làm các cái vân nhám để cho cái tay của mình nó sẽ bám hơn. Đó, cả hai bên luôn. Khi mình cầm vào thì nó sẽ có cảm giác dễ chịu hơn và bám tay hơn rất là nhiều. Và cái đặc điểm nổi bật nữa của con này đó là cái phần nút chỉnh DPI sẽ, xung quanh viền nó sẽ có một cái đường chỉ màu vàng. Đó, nhìn rất là nổi bật. Nó sẽ là điểm nhấn trên cái con chuột này. Đó. Và nó sẽ bao lấy hai cái nút bấm, đó là nút turbo button và nút DPI. Hai cái nút này. Còn cái con cuộn chuột thì mình thấy khá là bình thường, không có gì đặc điểm, không có gì nổi bật hết. Đó. Ở hai mặt bên chúng ta sẽ có, ở mặt bên này nhé, bên phải sẽ có nút forward và backward, hai nút tiến và lùi. Tuy nhiên thì mình có thể dùng phần mềm để mình tùy chỉnh. Đó. Ngoài ra thì con này chỉ có LED sáng ở logo và sẽ có LED sáng ở cuộn chuột mà thôi. Đấy. Còn cái dây của nó sẽ là dây bọc dù khá là chắc chắn với phục chống nhiễu và cũng như là đầu USB. Đầu USB này thì vẫn được mạ vàng nha các bạn. Đấy. Đó, nhìn thấy màu vàng rõ ràng. Đấy. Thì sẽ để cho cái tín hiệu nó được truyền tốt hơn. Rồi. Còn về phần LED của con này thì nó sẽ có phần LED bằng điều chỉnh bằng phần mềm luôn. Nên các bạn yên tâm là sẽ chỉnh được. Và con này nó chỉ có 4 màu thôi nha các bạn, không có nhiều màu đâu. Rồi, để mình thử cắm vào test LED cho các bạn coi nhé. Đấy, đây là con chuột mà sau khi mình đã tắt đèn và cho nó lên LED, các bạn thấy là nó chỉ sáng ở phần logo. Đó, như vậy nó sẽ không có bị quá rườm rà và cái phần cuộn chuột nó cũng sáng theo luôn. Và con này nó sẽ có thay đổi theo thời gian, tức là nó sẽ tự động thay đổi theo 4 màu. Cái này mình cũng có thể chỉnh trên phần mềm là cho nó sáng nguyên một màu vẫn được. Đấy, rất là đơn giản. Thì tí nữa mình sẽ giới thiệu qua cái phần mềm của con này. Về cái độ bấm, độ nảy của con này thì mình thấy bấm kêu khá là to. Và cái độ nảy của nó rất là tốt. Mình bấm có cảm giác rất là sướng tay các bạn. Cộng thêm cái phần cầm mình có cảm giác nó trơn trơn. Tuy nhiên thì khi mà mình cầm vào thì nó rất là thoải mái, không có cái cứng cái tay như thế nào hết. Đó, rất là vì nó rất là ôm tay rồi. Rồi thì bây giờ mình sẽ chuyển sang cái phần đó gọi là cho các bạn xem cái sơ qua cái phần mềm điều chỉnh của con này nhé. Tuy nhiên con này tuy là giá khá là thấp nhưng mà lại có phần mềm rất là đẹp. Mình sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn xem cái phần mềm rất là ngon nhé. Đây, như các bạn đã thấy thì bên phải màn hình sẽ là cái phần mềm của con chuột này và bên trái là con chuột Fantech X2 của mình. Thì cái phần mềm này có cấu hình của nó rất là đơn giản thôi. Có 3 phần chính, đó là Basic Setup, Advanced và LED Setup. Thì cái phần Basic Setup của nó sẽ gồm có chỉnh DPI như thế này. Đó, nó sẽ có các mức DPI. Thì khi mà mình điều chỉnh DPI này, mình có thể gán cho cái mức đầu tiên là DPI 1200 hoặc là 1600 hoặc 2000, 2400, 3200. Cái đấy là mình tùy mình chỉnh được. Ví dụ mình hoặc là mình có thể để tất cả các mức đều là ở 3200 hết luôn, maximum. Hoặc là mình để ở mức 1 là 1600. Đấy, như thế này, rất là đơn giản. Sau khi mình đã chỉnh xong thì mình ấn Apply. Apply vào nó sẽ gán vào cho phần con chuột. Thì khi mình chỉnh DPI thì nó sẽ theo các cái mức DPI này, rất là đơn giản. Ngoài ra thì bên phần trái đây nó sẽ có các cái điều chỉnh nút, ví dụ như phím số 1, số 2 đây tương ứng với lại trên thân con chuột đây, thì nó sẽ gồm có tất cả là 7 nút. Thì mình cũng có thể điều chỉnh được các nút này. Đấy, mình có thể thay đổi được nút này, ví dụ sang là đổi sang mở trình duyệt web này, hoặc là mở play multiplayer. Đó, rất là nhiều chỉnh volume vân vân. Macro, cái macro này chính là cái phần mà mình có thể ghi lại cái con chuột, tức là mình lưu lại cái phần tự điều khiển của con chuột đấy, mình chuyển sang phần socket. Đấy, các cái phần ví dụ như my computer vân vân. Đó, mình sẽ gán cho các cái nút này tùy mình. Thường mặc định của nó thì nút số 7 này là nút fire, tức là nút bắn nhanh. Nhấp vào đây thì nó sẽ là gồm nhấp, hình như là nhấp 3 lần hay sao đấy, cái này tùy. Và cái này là chỉnh well function, Well function này là cái chỉnh của con lăn của chuột. Ví dụ như con lăn mình để mặc định thì nó sẽ scroll, tức là sẽ cuộn lên cuộn xuống. Còn nếu như mà mình chỉnh volume thì nó sẽ là chỉnh to nhỏ volume. Đấy, và nó sẽ có 3 mod cho mình. Đó, thì để mình điều chỉnh, và có thêm mod game và mod media nữa. Mình có thể chọn qua chọn lại trong 3 mod này để mình lưu lại. Đó, rất là đơn giản. Rồi, về phần Advanced này thì chính là cái phần mình chỉnh macro, là mình chỉnh ví dụ như snipper này thì nó sẽ có các cái auto, khi mình chỉnh cái này thì nó sẽ tự động chạy con chuột luôn, hoặc là mình có thể tạo mới, mình ấn new rồi mình sau đó mình cho thêm vào một cái bất kỳ. Để mình xóa bớt xem thử coi. New. Mình lấy cái tên mới đã chứ. Đó, xong rồi mình ấn new để tạo một cái file mới cho mình. Đó, tùy các bạn. Rồi sau khi chỉnh macro thì mình cũng ấn apply để gắn vào con chuột, hoặc là mình ấn default setup. Đây, default set này thì để cho cái này nó trở về mặc định đấy. LED setup thì cái phần này nó cũng khá là đơn giản thôi, tại vì con này không phải là LED RGB hay là RGB đấy, thì nó sẽ không có điều chỉnh LED quá nhiều, mà nó chỉ có các cái phần ví dụ như loop 6 giây hoặc là loop 4 giây. Loop 4 giây thì nó sẽ sáng chớp tắt nhanh hơn. Mình thử nha. Nó yêu cầu là press button 6. Đó, device working. Cái này nó sẽ có ghi là driver working đây, thì nó sẽ nháy nhanh hơn. Các bạn có thể thấy ở trên con chuột nó sẽ nháy nhanh hơn. Đó, nếu mình để ở lúc 6 giây thì con chuột nó sẽ chớp tắt chậm hơn. Và để ở static, khi mà mình ấn static thì nó sẽ tự động sáng một màu mà thôi. Đó, và nó sẽ không có thay đổi gì hết. Đó, khi mình đổi thì nó sẽ có sáng y một màu, chứ nó không có chớp tắt như cái kia nữa. Đó, cái này thì khá là đơn giản, hoặc là tắt LED. Đấy, không có gì đặc biệt hết. Đó, chỉ có đơn giản vậy thôi, nhưng mà con chuột này được một cái là nó có thể chỉnh DPI tùy thích và gắn các nút cũng như là các cái phần mềm rất là dễ sử dụng. Với cái mức giá chỉ có khoảng 270.000 thì rất là khó mà kiếm được một con chuột ngon như thế này, với độ bền cao và có kiểu dáng thích hợp, cộng với lại phần mềm chỉnh ok, thì có lẽ con này là một cái sự lựa chọn tốt trong cái tầm giá. Đây là tất cả những gì mà mình đang muốn chia sẻ cùng các bạn về con chuột này. Nếu các bạn thấy hay có thể subscribe và like, hoặc nếu mà các bạn muốn mua thì có thể vào cái phần mô tả mình để lại link để cho các bạn mua nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở lần sau nhé. Bye bye.